Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hằng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Tan vỡ nhưng đẹp đẽ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên 31 từ câu 12 đến câu 24. Con bị chúng lãng quên trong lòng như kẻ đã chết, còn giống như cái bình bể nát, còn bị nhiều kẻ vu khống, nỗi kinh hãi vây quanh. Chúng âm mưu hại con, toan cất mạng sống của con. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, con tin cậy nơi Ngài. Con nói, Ngài là Đức Chúa Trời của con. Sinh mệnh con ở trong tay Chúa. Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù và kẻ bắt bớ con. Xin mặt Chúa chiếu sáng trên đầy tớ Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt con. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện con không bị hổ thẹn vì con cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện môi dối trá phải câm đi vì chúng lấy lời sất sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công chính. Sự nhân từ của Chúa thật lớn thay. Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài trước mặt mọi người. Chúa giấu họ nơi kín đáo trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che chở họ trong lều trại, cách xa miệng lưỡi tranh cạnh. Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài đã tỏ lòng nhân từ lạ lùng với con khi con bị bao vây trong thành. Trong cơn bối rối con nói rằng, con bị diệt mất trước mắt Chúa. Nhưng khi con kêu cầu với Chúa, Ngài nghe tiếng nài xin của con. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ người trung tín, nhưng báo trả nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên 31 câu 12. Con bị chúng lãng quên trong lòng như kẻ đã chết, còn giống như cái bình bể nát. Cuối cùng, xe buýt cũng đến địa điểm mà chúng tôi mong đợi, cuộc khai quật khảo cổ ở Israel, nơi chúng tôi sẽ thực hiện một số công việc khai quật của riêng mình. Giám đốc của nơi này giải thích rằng bất cứ thứ gì chúng tôi có thể khai quật được đều chưa được chạm tới trong hàng nghìn năm. Đào lên những mảnh gốm vỡ, chúng tôi có cảm giác như đang chạm vào lịch sử. Sau một khoảng thời gian, chúng tôi được dẫn đến trạm làm việc, nơi những mảnh vỡ từ những chiếc bình khổng lồ đã vỡ từ rất lâu được hàn gắn lại với nhau. Hình ảnh rất rõ ràng. Các nghệ nhân tái tạo lại những bình gốm vỡ hàng thế kỷ là hình ảnh đại diện tuyệt đẹp cho Chúa, đấng yêu thích sửa chữa những thứ bị hỏng. Trong Thi Thiên 31 câu 12, David viết: Con bị chúng lãng quên trong lòng như kẻ đã chết, còn giống như cái bình bể nát. Mặc dù bối cảnh của Thi Thiên này không được nêu ra, nhưng những khó khăn trong cuộc sống của David thường được bày tỏ trong lời than thở của ông. Cũng giống như Thi Thiên này, bài ca mô tả tấm lòng tan nát của ông trước những nguy hiểm, kẻ thù và tuyệt vọng. Vậy ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu? Trong câu 16, David kêu lên cùng Đức Chúa Trời rằng: Xin mặt Chúa chiếu sáng trên đầy tớ Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt con. Đức Chúa Trời là đấng mà David tin cậy, cũng chính là đấng vẫn sửa chữa những điều đổ vỡ ngày nay. Tất cả những gì Chúa mong muốn là chúng ta kêu cầu Ngài và tin cậy vào tình yêu bất biến của Ngài. Bạn đã trải qua sự đổ vỡ trong lĩnh vực nào? Chúa giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn đó ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng hay giúp đỡ, con cảm ơn Ngài đã phục hồi và hàn gắn con trong tất cả những lần con vấp ngã và đổ vỡ. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hằng ngày.